Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vẽ này. Ở video này thì ban mình vừa có một người sang răng nhập bội Amban anh em. Amban 26 và nội lực xin gì? Nội lực 160 mấy anh em. Mà nói chung thì Khải mua lại 1 triệu nhưng mà không bán. Khải mua lại nhập bội 1 triệu nhưng mà không bán. 15 kim anh em. Giờ thì nói chung hồi trước anh em cũng biết Khải rồi. Khải làm video Khải mua cái giá truyền 15 này là 3 triệu đó. Cái nhẫn này Khải mua 15 kim là 1 triệu nữa là 4 triệu. 4 triệu bây giờ Khải bán là 2, 4, 6, 8, 10, 13 kim chứ. Trước đi vào lại cho anh thức rồi. 13 kim chứ chứ. 13. 1 cái 8, 1 cái 5, 1 cái 8, 1 cái 5. Bán lỗ mà. Cứ đưa đây, tí nữa Khải giao dịch là 6 kim cho. Đang làm video. Đây, không học hành gì. Đây này, gia truyền là 8 kim này. Nhẫn là 5 kim này, đó, đúng chưa? Lỗ nói chung bán lỗ một thứ một gần 1/3 anh em. Gần 1/3. Rồi. Di chuyển lại. Lại to. Di chuyển lại to luôn. Đâu mà mua 45 kim bán 8 kim lại to luôn. Giờ tính ra là cái con boss đại này nó rất hên xui, đâu phải hệ tôi phao ẻ đâu. Cứ rất hên xui em ơi. Ai chưa có xanh người đó sẽ ra đủ set, anh bảo đảm luôn, tại vì anh làm biết chứ còn anh chỉ đợi mua thôi mà thôi, chí mua lại thôi cũng được. Sau này tính sao không sao chứ. Lãi nhiều vãi lên. Nhưng chỉ anh thả boss lộn cái một quấn cái tiếng rưỡi đồng hồ á. Bán 15 kim. Lỗ, nói chung lỗ không có lời được. Anh em nói lãi nói vui, anh em lỗ sao lãi được. Chịu khó mai sau chịu khổ. Chịu khó mai sau chịu khổ. Nói chung là do đi số quá, đồ áo như tình cũng vậy, mua 3 triệu quá, còn 500 nghìn. Thôi không sao. Rồi, nói chung thì ở video này thì Khải bán lại rồi em ơi, tại vì ông chế dùng sang ra cái ngọc bội á, để cho anh em xem. Đây anh em. Á lộn. Ngọc bội đâu rồi đây? Ngọc bội 26. Ông đánh ra ngọc bội 26 này anh em. Biết trên thế giới này còn báo không? Hỏi mua lại 1 triệu mà không bán, giờ ông mua ngược lại của mình thôi, bán ngược thôi nè. Chứ giờ mình có giữ còn khá là lâu, tại vì anh em biết rồi, Khải giữ cái gia truyền này với cái nhẫn này là hơn 3 tháng rồi anh em. Khải giữ giá truyền với nhẫn này hơn 3 tháng là cảm giác cũng khá là hụt hẳn, tại vì mua cái ngọc bội với nhẫn họ không có nè. Chỉ ai mà thường xuyên sang lệnh bài boss đại á, may mắn đầu 100 con 200 con thì nó mới rớt một món rồi nè. Nên là thôi bán cho anh em xài cũng được, ông chí ông thiếu cái nhẫn họ nó đủ xếp vậy thôi. Rồi anh em xem video thì ủng hộ và Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em.